Thưa quý vị, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xanh. Thực hiện lời dạy của Bác, trong không khí hết rộn ràng của những ngày đầu xuân, Đà Nẵng phát động đợt ra quân cao điểm Tết trồng cây trên địa bàn thành phố, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn dân. Không chỉ vậy, đợt ra quân còn là dịp để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp trồng cây, gây rừng, góp phần đẩy nhanh và hiện thực hóa hết đề án trồng 1 tỷ cây xanh theo kế hoạch số 203 ngày 25 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Từ mùng 10 Tết Nhâm Dần 2022 đến nay, các cấp ngành địa phương đã phát động đợt cao điểm ra quân Tết trồng cây trên địa bàn thành phố, trồng hàng trăm ngàn cây xanh các loại, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan xanh sạch đẹp. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu mỗi cơ quan đơn vị, đoàn thể, tổ chức phát động trong cán bộ, công chức, hội viên và nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội. Đưa nhiệm vụ trồng cây trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành và mọi người dân. Đó cũng là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ chính của đề án trồng 1 tỷ cây xanh trên địa bàn thành phố. Tôi kêu gọi mỗi người dân thành phố bằng hành động cụ thể hãy trồng cho mình một cây xanh ngay khi mình có thể. Hãy bảo vệ cây xanh ở xung quanh mình. Mỗi cây xanh được trồng tại đây sẽ không chỉ làm dịu mát đẹp hơn không gian linh thiêng này mà còn gửi gắm thông điệp về khát vọng hòa bình, bảo vệ môi trường để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Với truyền thống yêu nước của dân tộc, sự tri ân các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để nỗ lực xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, hòa hợp với môi trường. Không chỉ góp phần đẩy nhanh tỷ lệ phủ xanh của thành phố, Tết trồng cây còn là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân về bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, hệ sinh thái, qua đó phát triển kinh tế rừng bền vững nhằm giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đại diện cho người dân phường An Hải Tây, theo tinh thần là Tết trồng cây là một cái công việc rất là ý nghĩa và tạo cho một cái môi trường xanh sạch đẹp và để cho người dân có một cái tinh thần tích cực, hăng say với công việc chăm bón những cái cây để sau này nó gặt hái những cái thành quả rất là thành công cho phường cũng như là bảo vệ được cái môi trường xanh sạch đẹp. Chúng tôi nghĩ là đây cũng là một hoạt động góp phần tạo một môi trường xanh sạch và hướng đến sự phát triển bền vững hơn. Và để góp phần thực hiện đề án tỷ cây xanh do chính phủ phát động. Cái buổi ra quân trồng cây đầu năm này thì nhằm mục tiêu tuyên truyền cho các cái cấp hội nông dân nói riêng và bà con nhân dân trên địa bàn thành phố chúng ta nói chung thực hiện vì cái mục tiêu cây xanh cho thành phố vừa đảm bảo cái cảnh quan môi trường. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các buổi ra quân Tết trồng cây năm nay được tổ chức trên tinh thần nhanh gọn nhưng vẫn mang tính tuyên truyền, giáo dục cao, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội. Công tác chuẩn bị được các địa phương lên kế hoạch và vận động ngay từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thì, quận Sơn Trà đã xây dựng kế hoạch ra quân Tết trồng cây, trong đó lưu ý tất cả các ngành đều thực hiện đến tiêu chuẩn 5K của chính phủ và thực hiện các khâu hay là khử khuẩn từ khâu ban đầu tới khâu kết thúc ra quân trồng cây. Để đạt được kết quả hôm nay thì đã chuẩn bị rất là từ trước Tết đến bây giờ. Sau lễ phát động, Ủy ban Nhân dân các quận huyện đã bàn giao các vườn cây xanh cho địa phương tiếp quản để bảo vệ, tiếp tục chăm sóc trong thời gian đến. Đối với lại quận thì cũng đã giao cho phòng đô thị hướng dẫn các đơn vị mà chăm sóc cây xanh thì phải theo cái quy trình của thành phố, của sở xây dựng. Thì ở việc trồng cây xanh thì sẽ có cái việc chăm bón và tưới thường xuyên để giữ cho cây xanh được phát triển tốt. Theo kế hoạch số 203 ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến hết năm 2025, toàn thành phố trồng được 5.017.000 cây xanh tập trung và phân tán các loại nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Các đợt ra quân Tết trồng cây đầu xuân như thế này sẽ góp phần giúp đề án được đẩy nhanh và sớm thực hiện.